À, bây giờ á, một lát em sẽ được tạo cái task, em được tạo task cho trang demo với tự động nha. Cái này là có thông tin direct admin rồi nè, đúng không? Đây, truy cập vô cái link này đó, rồi đăng nhập vô tài khoản được cấp trong này, mật khẩu đúng nha. Rồi ok, login vô đây nha. Rồi vô đây thì biết rồi đúng không? À, vô trong này á thì đường dẫn web của mình á, sẽ là demo chấm web tự động chấm com, hiển nhiên rồi đúng không? Nhưng mà trang web này mình sẽ chứa nhiều trang web con bên trong ha, mình sẽ chứa rất nhiều web con bên trong. Tức là đây ha, hồi nãy hình như là mình hiện password vô trong video rồi, nên chút xíu thay đổi password khác ha, để cho lỗi password rồi. Thì ở đây nó có mấy số web cũ nè, có cái tên sẵn nè, Jun rồi Mia gì đó, ở trong này là có cái số code sẵn, thì em tải về máy, về nén ra được không? Tải về máy thì mình làm từng từng cái thôi, thì đặt sẵn cái tên luôn này, Jun, vậy có nghĩa là em sẽ vô trong trong đây em sẽ tạo thêm một cái là sẹt gì đây, sẹt Jun. Thì muốn tạo thêm một quá thì mình vô file manager đúng không, rồi vô data public. Này xóa hết mấy cái đang có thì không cần thiết. Thì từng mỗi cái web á là một thêm một, được chưa? À rồi vậy thôi. Thì bên cạnh thư mục này mình sẽ có một cái gì ta, một cái database đi lưu này nữa, một cái số liệu á ha. Database với mình sẽ đặt cùng tên luôn, là vô cái MySQL là đặt tên gì đây, chưa luôn à, chưa luôn được không? Chưa user là gì đây, chưa luôn đi được không? Password thì nhớ random như hàng cái bấm tạo, được chưa? Thì sau khi bấm tạo xong á, nó sẽ ra được cái thông tin password random ngẫu nhiên nè. Thì em sẽ tiến hành là em vô trong đây, em sẽ thêm vô một dòng nữa đi, là anh đặt là gì đi, database đi ha, database luôn sống được, luôn tóc gồ đi cho dễ, lưu tạm lại để mình nhớ ha. Có thể copy hết cái đống này nè, cho nhanh, rồi dán vô đây, nó không vô bảng đó ta, kéo vô đây hoặc là cái thẳng ở đây như vậy nè, ở đó có được luôn rồi, dán xong kéo vô đây nè, cái chỗ này có số code rồi nè, số code database. Được chưa? Thì cái database này là mới tạo, nó chưa có gì đâu đúng không ta? Mình phải mở cái cross lên cái chun á, cái chun hồi nãy thầy xóa luôn hay sao rồi ta? Tải lại cái chun này. Download. Download chun về. Chờ nó một xíu. Thì trong lúc download mình chờ đi. Để xíu đó, download về ha, save về. Rồi chờ chút, đang tải nè, đã có này. Đúng không? Thì tải xong về em cho dây nén ra. Đó, dây nén ra. Ủa mình bị thiếu gì hay tải chưa xong ta? Chắc tải chưa xong á, chờ nó chút xíu đi. Nó được bao nhiêu mê như vậy ta? Chờ nó xíu nha, chừng nào nó tải gì thành công thì nó sẽ giải đáng được. Chưa, Đó, chưa. được rồi nè. Đó được rồi nè. Ha. Trong đây nó có 3 thư mục. Một á là domain. Domain thì trong đây sẽ có cái thư mục public HTML này, là số code của mình nè. Số code, được chưa? Thì mình sẽ nhớ nha, là mình sẽ nén cái này lại. Nén đúng thuộc cái public HTML luôn nha, đừng nén ở trong này. Tại vì ở ngoài ở trong này nó còn cái file ẩn là file gì ta? Nó còn có file là HTTPS này nọ kia nữa. Nếu mà mình nén á, mình nén ở trong này, mình bôi đen đây mình nén á, sẽ thiếu file ẩn. Mình phải nén cái một là public HTML ngoài, file zip. Là cái file nào số code. Được chưa? Mình sẽ cần đưa database lên nữa, thì database nằm trong đây nè. Nó sẽ là file SQL này nè. Nó chỉ có một file SQL chính của nó thôi, là database này. Được không ta? Và mình cũng nén lại gì đây? Nén zip lại luôn cho nó nhẹ. Được chưa? Rồi bây giờ mình đã có cái phần, mình đã có gì ta, mình đã có database rồi, thông tin đăng nhập có rồi đúng không? Vậy thì mình sẽ vô trang là demo chấm web tự động chấm com sẹt với vi máy admin đúng không, mình login vô tài khoản này đó, login vô tài khoản này. À, cái chỗ này đợi thầy xíu nha, thầy chưa đặt SQL nên thầy cài SQL lại cái cho nó có HTTPS luôn nha, cái đặt SQL này thầy cài rồi thì một lát em không cần phải cài đâu, cài một lần thôi à. Rồi save lại. Hiện tại chưa có SQL ha, chờ chút xíu, đang cài đó. Rồi mình sẽ vô lại cái đường dẫn cái password nãy, à, nãy mình lưu password rồi, cài xong chưa ta? Xong rồi nè ha. À, thầy quay lại xíu nữa, quay lại chỗ SQL đó, thầy bật cái chế độ là bắt buộc truy cập trang web qua SQL luôn, bật lên, đã có SQL rồi mà, vô trang HTTP nó sẽ tự động đẩy vào HTTPS rồi, xem đi có rồi ha. Thì bây giờ mình mở lại cái Notion nãy mình có lưu cái thằng database nè, username và password. Xem nha. Đó. Được chưa? Đăng nhập đây thì mình nhớ nè.
nó trống trơn như cái gì hết rồi chưa. Để thầy kiểm tra luôn cái thì bấm vô operation kiểm tra xem cái bảng mã đúng chưa nha. Bảng mã thường mình đặt là UT8M4 gì có gì đúng rồi nè. Cái tùy server nha, có server nó sẽ không mặc định được, cái này thì mình phải chỉnh. Nhưng mà server này đã mặc định rồi thì lần sau em khỏi cần vô đây coi, nó đã có sẵn như luôn rồi. Tức là anh tạo ra RAM mới ra setting SATA, nó tự động vô đây luôn rồi, không cần chỉnh nữa. Bây giờ mình vô gì ra? Import. Không chọn lại này nha, và chọn import. Nó lỗi gì ta? Chắc là HTTPS thì thầy tải ra trang đi. Cho đi qua HTTPS, nó chạy qua HTTPS rồi đó. Nè, thấy không ta? Lóc anh lại nha. Lóc anh lại, tại vì mình nó chuyển qua HTTPS rồi. Lóc anh lại. Rồi, vô import lại. Được chưa? Mình sẽ up file nào ta? File zip của database á là file trong mục này nè, backup. Up cái file này lên nó cũng được nhưng mà nó nặng. Mình đã nén lại rồi 900 mấy ký đúng không? Mình nén lại rồi còn có 100 mấy ký nó nhẹ hơn nè. Tức là nhớ nén lại mình up lên nó sẽ nhanh hơn. Được chưa? Rồi, chọn go thôi. Go. Đã lên database trước. Nó lên database trước. Rồi xong. Được chưa? Xong mình quay trở lại cái host đây có rồi đúng không? Có rồi nè. Mình quay trở lại cái web của mình, cái hosting nè, mình vô file. Mình chọn là public html là mình up gì ta? Up trên Zoom đúng không? Up trên Zoom. Upload file. Chọn số 1 là upload vô cái thằng bây giờ mình sẽ vô thằng gì ta? Cái số code. Domain, cái file zip nãy up nguyên thằng nào đây? Public này nè, cái zip này nè. Đúng không? Up lên rồi chờ. Chờ đó. Nếu mà up qua đây lâu quá thì một lát á, thầy sẽ tạo cho em một tài khoản FTP. Em up em có nối FTP xong up FTP nó nhanh hơn. Với lại up qua đây á, tối đa một cái file được 200 MB thôi. Số code nào mà nhiều hơn là up không được. Tức là mình sẽ kết nối FTP trước rồi mình không phải chia ra mình up mình kết nối mình đánh zip cái thằng public HTML á. Và mình nhìn thấy lớn hơn 200 MB là mình kết nối FTP upload vô bằng FTP. Up xong FTP rồi mình vô trong này mình dễ nén. Upload là up qua FTP nhanh hơn cái này nha, cái này rất là lâu. Lúc nào mình upload file là em đưa vô FTP sẽ nhanh hơn cái này. Thì một lát thì ta tạo sẵn cho em thằng STP luôn là để chỉ cần up vô đó là được. Được chưa? Đợi nó up lên, này thì phải đợi thôi. Thì sau khi up lên xong rồi mình thấy vô đây coi nha, đây coi thử nè. Vô thứ một là public HTML nè, vô thứ một mình up lên trong trong này đúng không? Thì mở cái mình thấy là cái file đang up lên chưa ta? Chưa thấy luôn. Có rồi nè, 110 MB nè. Đó. Xong rồi nè, thấy chưa? Phải không? Tải lại trang này xong rồi đó, báo xong rồi nè nha, successful nha. Đó, thì tải lại trang của này thôi. Dạ xin lỗi bấm nhầm. Đây nè đúng không? Mình dễ nén ra. Anh check ra. Up dễ nhanh hơn, đừng đừng có up từng file lên rất là lâu nén xong rồi up lên. Tôi dễ nén trên này. Cái này 100 MB là nó sẽ kiểu nó sẽ dễ nén hơi lâu. Tức là đang dò hết tất cả coi trong file nén có gì. Nó hiện ra cho mình ok nó mới dễ nén. Nó đang dò ra đó dính đến tạm đó ok hết mình bấm này check tất cả đây nè phải không. Thì ở đây nó còn có một cái lựa chọn cho mình nữa ở ngoài ở check thêm một ngày đúng không, mình cứ check đi để thầy coi có cách nào hay hơn nữa không nha. Ở đây em để ý nè, thì một mình hồi nãy mình giải nén là có chỉ bắt được HTML luôn, tức nghĩa nếu mình up vô đây á thì trong một xu nè lại có thêm cái gì đây bắt được HTML cái nữa mới vô trong đúng không. Thôi kệ đi bắt buộc đi chắc vậy đi cứ mặc định đi chắc xong rồi mình dời hết tất cả ra ngoài là xong xong rồi đúng không, xong bấm đây lưu lại nè thì mình thấy là ở đây á, file này up bên xong mình dạy mình xóa bỏ này đúng không, không cần nữa cái file nén không cần nữa nhưng mà ở đây nè thì một đáng lẽ tất cả file mình á, phải nằm trong trong đây luôn nhưng mà lại có thêm một này nó dư thừa nè mình nhấp vô nè mình lấy hết tất cả này đưa ra ngoài một cái nữa trước khi mua qua thì nhớ empty clipboard cái xóa hết mọi thứ trong clipboard là bộ nhớ trong cái server mình á nhớ tạm đó mình đây mình là add gì đây add to clipboard đúng không thêm cho clipboard rồi mình lại lùi ra một một level mình chọn là mua clipboard file here đúng không ok cái là xong xong rồi thì nhớ xóa bỏ thêm một này luôn một này không còn gì hết nữa đúng không mình xóa sạch nó rồi được chưa. Rồi bước tiếp theo nữa là mình cần quay vô FTP mình tìm cái file config ở trong này. Thường thường mấy web cũ á, một á là file config nằm trong một góc, hai á là nó nằm trong một là default hoặc là thêm một shop thì mình tìm trong đây thôi, mở ra thì mình thấy config đây được chưa. Nhưng mình nhớ nha, mở bằng FTP nha, đừng có edit ở đây rồi lưu lại, tại edit đây nó sẽ bị lỗi phông chữ. Phông chữ tiếng Việt gì đó nó sẽ bị lỗi, nếu có tiếng Việt nó sẽ bị lỗi nên tốt nhất đừng lưu ở đây. Mình kết nối FTP, thì mình đổi gì ta? Mình đổi gì ra? Mình đổi là thứ nhất database nè, name username password đó lại hết. Được chưa? Cái tên miệng của mình á bây giờ không phải là này nữa, mình đổi lại
session mình đã đổi là tên là demo.web tự động.com, gọi đem vậy, demo.web tự động.com đúng không ta, sửa lại rồi mấy cái này cũng sửa lại luôn, sai kỳ sai kỳ đăng ký chung một cái web tự động đổi lên luôn. Một cái thôi này. Chung chung tất cả mọi web lắp đặt chung chung hết luôn, còn mấy cái này không biết thì bỏ qua rồi nha. Xong hết rồi ra ngoài chạy thử là gì ta, demo.web tự động.com sẹt chui có chạy hay không. Ở đây thầy sẽ đổi đổi thẳng đây luôn nha, đáng lẽ không nên đổi đây nha. Nhưng thầy muốn thầy chưa có cái FTP này thì đổi luôn cho em đây. User. Lưu ý nha, lưu ý là mình phải đổi ở trong ở ở FTP nha. Đó đây nó có nguy cơ đó. Demo. Hình như cái này chưa nó không có, nó không có bị gì đâu, nó không có, nó đang không có cái tiếng Việt, nếu có tiếng Việt có lỗi đó, coi chừng nha. Thầy sale lại nè. Sale. Sau khi xe xong rồi ra ngoài gõ thử nó chạy được không, cái này lên được thấy không, quét lên chưa ta, lên nè, nếu có lỗi gì thì sửa lỗi lên là ok, là xem như xong rồi quét được không ta. Tức là em làm việc này hết tất cả những quét thì sẽ đưa hết rất nhiều code lên trên chỗ đó cho em cứ làm cho chạy được là ok được không, Web gì là đưa lên hết sẽ luôn, đâu quét gì cái sẽ cái đó thôi ok đúng đó. không. Rồi ok vậy em tạo từng quét rồi tạo từng task làm thôi ha. Rồi ok thì đưa lên nhiều lắm, có nhiều quét lắm, được hết đúng không? Rồi.